Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Ram SCR phiên bản có phanh đĩa. Đây là một phiên bản mới nhất của dòng Ram SCR. Vâng, một chiếc xe cực mới. Em đánh giá chiếc xe trên 95% và rất là cao cấp các bác nhé. Vâng, một chiếc xe đua có phanh đĩa. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe này. Vâng, như em đánh giá ở đầu video thì chiếc xe này cực mới. Các bác có thể thấy đây, nước sơn đen bóng, xanh cam các bác nhé. Đánh giá trên 95%. Một xe Ram SCR Edit phiên bản này nó phanh đĩa. Vâng, em lướt qua tổng thể xe đây. Như các bác có thể thấy thì không có một vết xước nhỏ nào cả. Và những chiếc xe Ram cao cấp thì thường được trang bị dây âm sườn, dây đi trong khung xe. Vâng, các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe Ram này, Ram SCR Edit phiên bản có phanh đĩa, phiên bản rất là đặc biệt. Vâng, đây là cọc yên và yên nguyên bản của Ram. Các bạn có thể thấy hình thức yên rất là mới. Em đánh giá trên 95%. Chiếc xe này rất ít được sử dụng thôi. Đây là mã QR của hãng. Vâng, và size đúng của xe có size M của các bác từ 1m65 đến trên 1m7 để đi vừa chiếc xe này. Đùi đĩa 2 tầng, trục rỗng, trục rỗng các bác nhá, xe cao cấp đây. Đùi đĩa nhôm. Vâng, chiếc xe Ram SCR Edit dây âm sườn. Đây là càng của xe, cũng nguyên bản SCR đây. Càng quá đẹp, không một vết xước. Ghi đông cổ phốt nguyên bản theo Ram. Một chiếc xe rất là mới mà giá chỉ đi xe cũ thôi. Của các bác muốn đi đường phố hoặc đi đua chuyên nghiệp có thể đi chiếc xe này. Vâng, vâng, và xe sử dụng tay lắp của Shimano Sora, bên này là bên lip, bên đĩa đây. Xe ít sử dụng cái tay lắp còn rất là mới các bác nhé, lớp sơn còn vẫn là sáng bóng đây. Đây bộ tay cuốn, cuốn khá là mới. Đây logo của hãng Ram, logo nổ. Vâng, và xe sử dụng bộ phanh cặp nguyên bản của Ram SCR đây, các bác có thể thấy cùng với lốp nguyên bản của Ram. Chiếc xe này rất ít sử dụng, lốp còn nguyên đây. Hình thức lốp thì rất là mới, lốp trọng. Vâng, lốp nguyên bản của Ram
Đây các bác có thể thấy đây là Mayer thời gian Mayer, tất cả đều đồng bộ nguyên bản zin theo xe. Đây thông số lốp, lốp gian các bác nhé, 700 x 25C SR4. SR là hãng chuyên làm lốp cho gian. Đây dip, dip và xích rất là mới, sáng và bóng. Củ đè Shimano Sora. Vâng, và size đứng của xe là 50, tương đương với size M như khung xe của các bác từ 1m65 đến trên 1m7 đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, và điều đặc biệt của chiếc xe này là sử dụng bộ phanh đĩa đây, bộ phanh đĩa của Gian. Đây các bác có thể thấy phanh đĩa của Gian nguyên bản. Rất ít chiếc xe đua mà lại được trang bị bộ phanh đĩa như này. Vâng, và bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. Vâng, giờ em sẽ test chuyển động của xe. Xe sử dụng 9 tầng lip của Shimano. Vâng, lên đĩa, lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Chuyển động rất chân chu đây. Xuống, xuống lip. Vâng. Giờ bên đĩa, đùi đĩa trục rỗng 2 tầng. Đùi đĩa nhôm. Gạt đĩa Shimano Sora. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Quay rất là bon. Hầu như xe không có một lỗi nhỏ nào cả. Chiếc xe cực đẹp. Dây âm sườn. Trang bị bộ phanh đĩa. Full bộ chuyển động của Shimano Sora. Lốp vành nguyên bản theo xe Gian SCR đây. Chữ Gian trên lốp đây. Vâng, và chiếc xe Gian SCR Beef đang được bán tại cửa hàng Kia Xe Đạp mức giá 9.8 triệu. Xe được trang bị full bộ chuyển động của Shimano Sora, bộ phanh đĩa. Vâng, và xe đẹp đến 95%, trên 95% các bác nhé. Vâng, các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.